Xin chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, thời tiết Bắc Bộ phổ biến tình trạng đêm và sáng nhiều mây, còn ban ngày có nắng. Cục bộ có nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng 34-35 độ thuộc khu vực như là Lào Cai, Tuyên Quang hay là Hà Giang. Đến với khu vực Trung Bộ, trong 3 ngày tới, thời tiết có sự phân hóa. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Quảng Bình, Quảng Trị thì trời nắng ráo với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 32-35 độ. Vùng núi phía Tây có nơi cao hơn. Trong khi đó, các tỉnh còn lại của Trung Bộ lại chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển thổi vào, nên chiều tối, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới do chịu ảnh hưởng kết hợp giữa gió mùa Tây Nam tầng thấp với gió đông trên cao, nên mưa có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng trên khu vực. Cục bộ có nơi mưa vừa. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Thưa bà con, mùa mưa độ ẩm không khí cao, nấm và vi khuẩn có điều kiện phát triển gây hại cây trồng. Đối với cây cao su thì bà con cần phải hết sức chú ý tới bệnh loét sọc mặt cạo. Để phòng trị bệnh, bà con cần chú ý một số biện pháp như sau. Vệ sinh vườn, trừ cỏ dại để tạo sự thông thoáng trong vườn cây, không tạo tán cây cao su quá thấp. Ngăn không cho nước mưa từ vườn khác chảy vào vườn cao su. Tránh bón dư phân đạm vì sẽ làm cho vườn cây rậm rạp, dễ nhiễm bệnh. Không cạo khi mà cây còn ướt, không cạo phạm, không cạo quá thấp hay quá gần mặt đất vì như vậy dễ làm đất văng lên miệng cạo lúc mưa. Bên cạnh đó thì bà con cũng cần phải chú ý định kỳ vệ sinh mặt cạo, miệng cạo và bôi thuốc phòng bệnh từ 1 đến 2 lần một tháng. Những tháng mưa dầm thì bôi phòng bệnh tới 3 lần một tháng. Bà con cần thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện cây bệnh và xử lý thuốc kịp thời. Những cây bị bệnh được đánh dấu và nghỉ cạo, sau đó thì bôi thuốc điều trị. Bà con lưu ý trước khi bôi thuốc điều trị cần phải vệ sinh mặt cạo, bóc phần bị hư thối và dùng dao sắc gọt nhẹ phần vỏ bị nhiễm bệnh đã biến màu. Các lại bản tin hôm nay sẽ là dự báo nhiệt độ cho các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.